hành động đổ xuống sông. Những cái vườn dừa ở bên phía Gò Dốc liên tục xúc cái vỏ dừa cũ á đổ xuống sông Vàm Tục. Cái hành động này đã diễn ra rất là nhiều năm rồi, chứ không phải là mới bây giờ. Sông này là nổi tiếng là ô nhiễm nước rất là đen dơ. Một cái tàu, cái xà lan rác ngày nào cũng bị đổ thẳng xuống sông chứ không có đưa xe chở đi. Cái này trở thành một thói quen rồi. Và nhiều lần thấy cảnh tượng này khi mình còn đi phà ở trên sông Vàm Tục này. Ở đây theo mình thấy thì giờ có đang có 3 cái bãi rác. Rác dừa đó, ta chặt xong ta đổ xuống và còn không giấu. Đây là cái thứ nhất này. Đây là cái thứ hai và bên này là cái thứ ba, bên này là lớn nhất này. Rồi, cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi chương trình.
phải là những cái đối tượng duy nhất mà làm ô nhiễm sông, cái dòng sông Đồng, dòng sông Ba Vàng, sông Đồng, và còn rất là nhiều cái đơn vị khác nữa. Thì các bạn mà thấy có những cái